Được cô Ngọc không? Hello. Thế nào mà không nhận ra cô? Good evening. Yes, if you are ready for the class, just use the hand to let me know that you are ready for the class. Right? Yes. Yes. I'm ready for the class. Yes. Okay. As you know, chúng con người tạm biệt. Oh my God! Thank you so much, Trần Diệu Anh. Talk now. Yes. I want to ask you something, right? Bạn nào mà đang có mặt ở trong lớp thì nhớ comment cho cô tên đầy đủ nha. Tên Ngô Nguyên Khang á. Bây giờ cô sẽ qua một lượt xem nào, comment cho cô tên đầy đủ nhá. Cô tên là Võ Minh Khang. Võ Minh Khang, có ai quên tên Võ Minh Khang không? Cả lớp có ai quên tên Võ Minh Khang không? Thank you Ngọc Khuê. Tự nhiên là không rồi cô. Con tên Hoàng Bảo Ngọc Khuê ạ. Yes. Chào cô, con tên là Minh Đức. Chào cô, con tên là Nguyễn An Phú. An Phú ơi, An Phú hôm trước là ra khỏi lớp hơi sớm nha. Này, chào cô, em đây là Nguyễn Phi Đức. Yes, thank you. Now, just comment your name. Just comment your name on the chat box to let me know that you are in. Bạn nào vẽ lên bảng ấy? Bạn nào vẽ lên bảng ấy? Nào, cô share bài giảng ngày hôm nay nhá. Hay là share class dojo chưa? Các thầy bảo là các bạn không được vẽ lên bảng. Trời ơi, cô là Phi Kim Ngọc Trần à? Wow. Ông con Hồn Võ Ngọc Khuê ạ. Võ Ngọc Khuê rồi. Anh Khánh Hà. Khánh Hà. Thế các ông comment tên ở trên gì nhỉ? Con đã có. Bây giờ Huyên thử nhá, xem thử xem nó hợp với cách nào. Đâu xem nào. Bạn nào đây? Bạn nào đang share screen đây? Minh là bạn nào cô? Làm thế nào? I love you. Làm thế nào cho tốt hơn? Yeah. Yes, look at this. Today we will go on with unit 9 later. Bạn ấy câu chuyện là có một bạn ấy ngủ đây rồi đó, nhà bạn ấy rất giàu. Nhìn bạn ấy cho không muốn mua cho bạn đôi giày đấy nữa. Bạn ấy luôn. Tên Hana con mới để tên cô tắt miếng mấy bạn cô. Bạn nào đang share đấy, bạn nào đang share screen đấy, bạn tắt đi nha. Quỳnh Dương, Minh Đức. Mình không yêu cô rồi. Ôi, em nào vẽ là có tên trên đấy được cô? Còn hình đen quá. Nguyễn Thảo. Hôm nay cô lại để tên là Trần Ok. Bởi vì lớp mình bắt đầu đông rồi cho nên là cô tạm thời phải tắt mic các bạn nha. Xong tí nữa thì đến bạn nào thì cô gọi nha. Nào, bạn nào đang vẽ lên bảng đây? Who's drawing on the screen? Oh my God, who is drawing on the screen? Who there? Ai đang vẽ lên bảng đi ta? Okay, can you see the screen? Hôm nay các bạn có nhìn thấy bảng không? Có đang nhìn thấy bài giảng không? Có bị che miếng nào không? Bạn Vũ Phương Nhi, ôi trời ơi, cô không thể tắt được cái share screen của các bạn nhỉ, để cô gọi thầy Vương hỗ trợ nha. Các bạn không share screen nha. Yes, okay. Ali host. Yes. Now, so look at this. Look at this. Okay. Can you see all the screen? Cô ơi, máy tính Win 10. Can you see all the screen of Unit 9 playtime? Các bạn nhìn không nhỉ? Yes or no? Đúng rồi, cô dùng Win 10. Bạn nào tinh thế, hiền à? Yes. Có cái bị che phần nào không? Để cô thử share lại xem nào. Ok, sẽ là không bị che đâu. Yeah. Nào, thế là mình nếu mà xét theo phương diện mà học cùng với cô Ngọc ấy, mình học cũng sang tháng thứ 2 rồi đúng không? Mình học cũng 2 tháng, hơn 2 tháng rồi, 2 tháng rồi. Yes. Và mình đã đi đến Unit 9. Nếu mà theo như chương trình thường ngày là các bạn đã đồng hành với cô phải đến là gần hết một kỳ học rồi. Yes, mình đã học gần hết một kỳ học rồi đấy. Unit 9. Yes, các bạn đều đã rất tiến bộ. Và nhất là trong những cái kể cả các cả bài dạng, bài tập mới của cô ra này, hay là về việc các bạn sử dụng công nghệ trong việc học tập cũng đã rất là tiến bộ rồi. Và các bạn gần như là bạn nào cũng biết rồi đúng không nhỉ? Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu chuyển sang bài mới nha. Cũng coi như là một bài cuối kỳ. Và cho đến cuối tuần này chúng mình sẽ có một bài kiểm tra tổng thể. Ok, và I will send you on your Zalo. Right, but first we need to study and focus on the unit 9, playtime today. Cô ơi, con học sinh mới, em con tên Nguyễn Phương Thảo. Nếu mà bạn học sinh mới hay là những bạn mà hôm nay điểm danh ấy, các bạn nhớ ghi tên đầy đủ cho cô nhé. Ok, are you ready for the class now? Yes or no? Yes or no for the class? Yes, ok, thank you. Nào, đây là cô xem bây giờ hiện tại là lớp mình đang có thế nào nha. No. Participant. Ok, nhắc đến việc mình là nhỉ, mình chơi là bạn nào cũng thích rồi. Bạn nào cũng thích chơi, có bạn nào không thích chơi không? Do you wanna play? Do you wanna play? Do you wanna play? Yes, oh my god, look at this. So, nào trong thường ngày mà các bạn có chơi đúng không nhỉ? Thì các bạn ngoài việc chơi điện thoại ra thì có cái môn thể thao nào mà các bạn thích không? Nào bây giờ cô mời một bạn nào. Cô mời một bạn nhá. I want to invite one of you who can. Nguyễn Lương Hà An giơ tay nhanh nào. Add pin first. I wanna ask this. Ask you unmute. Okay. Hello Nguyễn Lương Hà An. Yes, good. Okay, I want to ask you that which sport are you in? Which sport are you in? Con thích môn thể thao nào nhỉ? Football? Yes. You like football? Oh my god, you okay, so impressive. And how about badminton? Badminton. Cầu lông, who? Không có chơi bóng chuyền ạ. À, volleyball, right? À, bóng chuyền thì là cái quả bóng chuyền nặng hay là quả bóng chuyền hơi? Bóng chuyền hơi ạ. Bóng chuyền hơi, ôi cái bộ môn này là cái bộ môn mà gọi là tổ dân phố nào cũng thấy các bác, các cô và các bạn là chơi rất nhiệt thành đúng không? Ok, so nào bạn nào nữa không là bây giờ chúng mình cùng đọc comment nhá. Hà An cùng cô đọc comment nhá. Ôi trời ơi, có bạn nào còn đăng cả bài toán lên nhờ các bạn. Nào, football, run. Ok. Riding bike. Yes. À, thế còn bây giờ hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn nha. Thank you Nguyễn Lương Hà An nha. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn là có một số những cái hoạt động mà nó hơn là từ football nữa. Mình mới biết football thôi. Và xem là các bạn ở bên nước ngoài các bạn còn chơi những gì không nhỉ? Mà xem có trùng với mình không nhỉ? Now, so, the first you will listen to the song. Bây giờ mình sẽ nghe một bài hát trước nha, để xem là các bạn ấy làm gì vào thời gian ra chơi ở trường nha. Okay, are you ready? Are you ready for the song? Yes, okay, thank you. Unit 9. Playtime. Page 106. Activity 1. Listen and read. Yes, listen. Then sing. Sing. Playtime is cool. class. Now look at this. So nào cả lớp nào, các bạn có nhận ra xem là 1 giờ ra chơi 15 phút ở trên lân trường nhà mình là có những cái trò chơi gì không? Nào các bạn comment cho cô nào. Theo như đoạn hát này nào. Play mèo đuổi chuột. À có bạn phát hiện đúng luôn. Catching đúng rồi, đuổi bắt ạ. Nào ném này xong thì bắt này, xong thì có ở cái gì đây? Mèo đuổi chuột là ở trường là chơi mèo đuổi chuột là có ai chơi ô ăn quan không? Có ai chơi nhảy bậc không? Ôi sao nhiều trò mới thế này. Ai? Các bạn comment một số các trò nào. Các trò chơi ở trường nào. Hide and seek, trốn tìm. Wow. Skipping nhảy dây, running. Ok, kéo con này. Now so look at the screen now. Từ ngoài những cái trò chơi mà có vẻ như là trò chơi ở Việt Nam mình là đa dạng hơn so với trong các trò chơi trong bài hát đúng không? Nhảy dây này, bịt mắt bắt dê này. Ồ, đúng rồi. Nào bây giờ I will show you how. Trong bài hát in this song we mentioned about jumping, okay, dancing, throwing and catching. Wow, nhảy này, ôi cho cá sấu lên bờ nữa, ôi chạm tường, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ, cho cái trò hot trend của các bạn bây giờ có vẻ như là trò cá sấu lên bờ thì phải. Okay, now so look at this now. Ngoài những trò mà mình hay chơi ở sân trường ra thì mình nói chung là có những cái trò mà rất hay chơi, nhảy lên này, nhảy này, nhảy bật ấy, nhảy bật lên ấy, jumping, okay, dancing, throwing something and catching, right? Có bạn nào mà có cái thói quen mà vo tờ giấy xong ném lên quạt trần không? Có bạn nào có cái thói quen đấy không? Okay, no. Okay. Some of my students, cô nhớ hồi trước là cô đi dạy ở trường cấp 3 ấy. Cô đứa trước cô dạy trường cấp 3 ấy, thì các anh chị là hay giờ ra chơi nghịch lắm. Toàn là có những cái có anh nghịch mà tếu ấy là các anh hay vo giấy và xong anh ném lên trần nhà, xong thì ném lên quạt trần đấy, xong rồi quay tung cái tờ giấy. Ôi thật sự luôn, mình nghịch quá là nghịch. Yes. Okay, so nào bây giờ trong bài nha có jumping này. Okay, jumping là gì các bạn nào? Jumping, jump, dancing, yeah, throwing, catching. Now so throwing the ball này, ném bóng này. Okay, hitting này, catching này. Oh, playing soccer. Okay, playing soccer này. Bạn nào playing soccer? Who? Em. Okay, so to inform more details about the vocabulary of playing time, right? We will go on the next slide. Và để các bạn rõ hơn về các trò chơi và trong ngày hôm nay thì mình cùng đến slide tiếp theo nhá. Okay, look at this. Mình có một số các cái động từ như sau. Một số động từ, right? Một số động từ nào các bạn nhìn nào. The first, catching, bắt. Okay, catching. So đầu tiên nha, cô muốn các bạn là use your pen là cả bạn trên livestream cũng như là các bạn trên Zoom là chuẩn bị đâu là lớp cô Ngọc cái lúc nào cũng có bút ở trên tay đúng không? No, where's your pen? Can you show me your pen please? Where's your pen? Quickly, just have to 3 seconds, right? Mình chỉ có 3 giây thôi để lấy bút nào cho cô nào. 3, 2, 1. Always your pen. Show me. Yes. Rồi bạn Triệu Mẫn này có cái gì ấy? Trông hơi lạ. Bút màu. Ok, cũng là cái bút, cũng là chỉ được. Ok, so nào bút đâu các con? Where's your pen? Rồi Trần Duy Phong này, Hà Bảo Anh này. Đó, rồi xem Hà Bình An đang có bố có anh ngồi cạnh không? Right. Oh, don't worry. Không sao mà. Right, Hà Bình An lấy bút cho cô nhá. Ok, Kim Ngọc rồi, bạn nào có bút không giơ lên xem nào. Phát, Đức Khanh đâu? Đức Khánh hay Đức Khanh đây? Nguyễn Nhật Mai, Đỗ Bảo An, Khánh Linh đâu? Trần Thúy đâu? Okay, so now look at this. Today we got catching, but, okay, catching. So now, throwing, hitting, okay, wow, hitting. Bây giờ mà ở trên trường nha, mà có bạn nào mà cầm cái gậy thước kẻ của cô giáo ấy, biết cái gậy gỗ đấy không? Ui mà hitting một phát thì chết là tím hết người mất. Okay, how about kicking, đá đúng không? Kick the ball. We have jumping, nhảy. Dancing, singing, right? Skating, riding and running. So we listen and use a pen, point to the picture, right? Bây giờ mình sẽ dùng bút nha. Nghe và chỉ theo bức tranh tương ứng nha. Page 107. Activity 2. Listen, point and say. 1. She's catching a ball. 2. He's throwing a ball. 3. He's hitting. 4. She's kicking a ball. 5. She's jumping rope. 6. She's dancing. 7. She's singing. 8. He's skating. 9. He's riding a bike. 10. She's running. Wow. Look at this. Oh, know everything. Can you hear it? Con có cái pen đáng yêu lắm luôn. Yes, nào các bạn nghe nha. Hôm nay mình có 10 động từ đúng không? 10 động từ rất là năng động. Hôm nay mình có 10 động từ nha. Okay, now so the first, now once again catching. Nào bây giờ các bạn giơ tay lên nào, Yeah, giơ hai tay lên nào, bắt đầu. Catching. Chuẩn bị bắt catching. Nhớ bắt nha. Bây giờ bạn nào mà ở trên ở trường nha, mà cô có cái kiểu này thường nha, biết ở trường không mà các bạn rất là lười. Cô không biết là đây là sự thông minh hay lười, nhưng mà thường nha, cứ bàn ở trên đúng không? Rồi bàn ở trên mà cái này là không có cổ súy đâu, nhưng mà kiểm tra đấy. Rồi kiểm tra, nào giờ kiểm tra các bạn đúng không? Các bạn tưởng tượng nhá, đang đến giờ kiểm tra nhá, mà có bài khó đúng không? Bắt đầu. Ôi Thùy Dương ơi. Ôi Thùy Dương ơi, bàn trên ơi, bạn làm được bài 5 không? Thế là Thùy Dương bắt đầu viết ra giấy. Xong Thùy Dương vô lại. Đấy, Thùy Dương ném cho Hoàng Thùy Anh đúng không? Hoàng Thùy Anh bắt đầu thế nào? Catching vào giấy. À rồi cái này nghe quen đúng không? Rồi đấy, mắc cái từ catching đấy là bắt đầu các bạn nhớ ngay cái từ đấy luôn. Ok, nào bạn nào ở trong lớp đã từng như thế rồi, nào giơ tay nào. Đã từng là bạn ơi, bạn cứu tớ, xong thì cái bạn trên viết vào tờ giấy, xong các bạn ném xuống dưới bàn dưới là catching tờ giấy đó. Ô như là rồi nhìn cả cười đâu, cười tét thôi rồi kìa. Ok, yeah, not me. Ok, cái này cô không cổ suý nha, nhưng mà cô là rất hay nhìn thấy luôn đấy nhá. Đấy, không nha. Rồi catching và các bạn nắm bắt cái gì đó, right? Catching, good. So, thế bây giờ có người bắt thì phải có người ném đúng không? Nào, so người ném nào. Throwing. Ok, throwing. Nào, bây giờ cô sẽ gọi một bạn nữa nào, một bạn tung, một bạn hứng nào. Đâu rồi? Một bạn Phí Kim Ngân nào. Phí Kim Ngân với cả Minh Đức nào. Ok, add pin here. Ok, we'll start here. Hello. Can you hear me? Minh Đức nghe được cô không? Kim Ngân nghe được cô không? Yes. Ok, so nào bây giờ nha, tưởng tượng nào. Hôm trước là mình học về toys đúng không? Hôm trước là mình học về đồ chơi. Rồi, what do you want to throwing Minh Đức? Bây giờ con muốn ném cái gì nào? What do you want to throwing? It's bowl. Bowl, yeah. Nào Minh Đức nào. So, can you describe the action of throwing a ball, please? Nào con diễn tả xem là con sẽ ném cái quả bóng như nào. Quả bóng đây là gì? Ok, nào. Ném quả bóng này thì sao? Oh, nào sao? Phí Kim Ngân nào. Catching. Con sẽ, nếu mà bạn ấy ném này con catching như nào? Đâu? How can you catching it? How can you catch it? Ô giờ này sao kết được? Minh Đức ném lại rồi nào, Bộp. Đâu rồi, Phí Kim Ngân đỡ thế nào? Nó bộp tận như này. Đâu phải nhào ra. Yes, đúng rồi. Nào một bạn Minh Đức là throwing đúng không? Minh Đức throwing. Còn Phí Kim Ngân catching. Good job, thank you. Nhớ nha. Thế Phí Kim Ngân sau throwing lại nào. Phí Kim Ngân là throwing lại quả bóng nào. Throwing nào. Đâu, em throwing, em ném đi xem nào, em ném nào. Bây giờ em bắt được quả bóng rồi, em ném rồi. Anh Minh Đức ném hơi bị mạnh đấy. Đâm vào đầu em rồi. Minh Đức đâu, bắt quả bóng nhanh lên nào, bắt quả bóng con. Không là rơi vào đầu rồi. Ok, nào nếu mà cả lớp có đoán rồi xem là các bạn ấy đang diễn tả cái bộ môn gì không? Ném bóng hay bắt bóng ấy. Vừa rồi mà tung lên, đập cái bột cái này nào, xem nào. Which sport, who? Nào bây giờ cô xem, bắt đầu cô xem cả lớp xem là comment cái gì nào. Nào các bạn có đoán được xem là hai cái bạn này đang diễn tả người tung, người hứng là trò gì không? Nào Trần Duy Phong á? Duy Phong đoán được á? Đâu thế Duy Phong đâu? Duy Phong nào. Ok. Duy Phong, can you hear me? Hello teacher. Okay, hello Trần Duy Phong. So, can you guess the sport? Ok, con có đoán được đấy là trò gì không? Yes. Yeah. What? Which sport? Trò gì đây? Throwing. À, trò gì nhỉ? Bây giờ con nói tiếng Việt cũng được. Bây giờ tung quả bóng lên xong đập cái bụp cái, xong người bên kia phải đỡ, xong lại ném cái bụp cái, xong người bên kia lại đỡ. Thế biết là trò gì không? Đó là trò ném bóng. Đúng rồi, ném bóng là bóng chuyền hơi đúng không? Giống như bạn Nguyễn Lương Hà An vừa kể đó. Right, chính xác rồi. Thank you. Ok. Nào tiếp tục nào, xong bạn nào đây? Thank you Phí Kim Ngân và thank you Minh Đức nha. Yes. Đó thì mình đã có throwing ném và catching đỡ lấy. Right. So, what's next? Hitting, các bạn ấy sẽ cầm gậy để bạn ấy hitting, bạn đánh đúng không? Nào, có bạn nào miêu tả sự hitting cho cô không? Hitting. Nào, 1, 2, 3, hitting. Đâu các bạn đâu, hitting đâu, cầm cái gậy. Cô ơi, không có gậy ở đây. I don't have any stick here. Cô hôm nay cô không có gậy các bạn ạ. Thế các bạn có bắt đầu có gậy không? À rồi bây giờ cầm thước kẻ cũng được rồi. Các bạn nhớ không, chiếc thước kẻ thần kỳ, một chiếc thước gỗ dài 1 mét. Rồi các bạn nha, bạn là có cầm cái thước đúng không? Các bạn cầm cái thước nào, hoặc cầm cái bút cũng được. À, cô có cái bút đây. Nào bây giờ đập vào cái gì đó đúng không? Hitting, right now, hitting. Good job. Nào who can read this? Ai nhỉ? Bạn hôm nay cô thấy có bạn Trần Thanh Nhàn lớp 1 nhìn đáng yêu lắm. Đâu rồi Thanh Nhàn đâu rồi? Ok. Ok, Thanh Nhàn, can you hear me? Yes. Ok, great. Can you describe the action of hitting for me please? Con có thể diễn tả hành động hitting cho cô được không nào? Yes. Đâu? How could you? Đâu con diễn tả cô nào? Đây. Đâu? Hitting. Cầm gậy. Đâu? Hitting nào. Đây là cả lớp đang nhìn con nha, con đang admin nào. Đâu con cầm. Now so, say out loud this word, hitting. Bây giờ nha, bây giờ mà cầm bút mà đánh, ví dụ đánh nhớ đâu mà đánh vào bố ấy là cũng là hitting đấy. Bây giờ cầm cái này đánh là hitting. Đâu con làm cho cô nào. Hitting. Đau không? Ok, đánh nhẹ thôi nha. Sau đấy lấy ví dụ thôi chứ không đánh mạnh quá để lại thành ví dụ sinh động quá, đúng không? Không được. Right. Thank you Trần Thanh Nhàn nào. Thế bây giờ con diễn tả hành động throwing cho cô nào. Throwing đâu? Vừa học xong, vừa anh Minh Đức với cả các chị vừa diễn tả xong. Throwing đâu? Ném đâu? Nào, throwing nào. Đâu, con diễn tả nào, hành động ném nào. Throwing đâu? Ôi dồi, vâng. Throwing, trời ơi, thế là catching. Nào, bắt. Catching đâu? Đỡ đấy. Ok, thank you Thanh Nhàn, rất là hiểu bài, bé tí tuổi đầu thôi mà nhanh quá con ạ. Ok, thank you nha. Ok, đó, mới có 3 từ thôi mà các bạn nhanh quá nào, tiếp tục nào. So we got catching, throwing, hitting and kicking. Ok, kicking, đá bóng, kicking. Nào, bây giờ cô không thể nào mà bảo các bạn là đứng dậy để đi ra để đá quả bóng được. Nhưng mà các bạn đã bao giờ mà nhỡ chân mà kicking vào cái bàn chưa? Có bạn nào chưa? Ui dồi ôi, gật liên lịa. Nào, đúng không? Cái chân bàn, đúng không? Đi ra vào một ngày đẹp trời đang vui thì tự nhiên lại lấy cái chân kicking vào cái chân bàn. Thế là thôi, thành một ngày buồn, rất là buồn, rất là đau, đúng không các bạn nha? Vớ vẩn là dễ mà kicking vào chân bàn lắm đấy nha. Trần Duy Phong có bị kicking vào chân bàn không? Úi dồi ôi. Đâu? Con trả lời có hay không? Con đang nhìn con này. No. No. Thế bạn nào kicking vào chân bàn rồi giơ tay nào? Who? Ôi giời, lắc thế. Sao mày lại chối thế nhỉ? Cú lắc. Rồi, Nguyễn Triệu Mẫn giơ tay. Nguyễn An Nhiên giơ tay. Em đã bị kicking vào chân bàn. Ok, Hiền, ôi rồi sao nhiều thế? À, Trung Kiên. Ok, ôi, sao giơ tay nhiều này, làm sao mà đâu đọc hết được. Thế là bạn nào cũng hầu như là cũng đã bị kicking vào chân bàn rồi, đúng không nhỉ? Thế bây giờ để trả thù cho cái sự đau đớn đấy thì mình sẽ đọc to từ này nhá. Ok, kicking. Yeah, cái âm này nó hơi khó một chút, âm k. Ok, nào, so can you hear it? Kicking. Good. So, kicking. Ok, cô sẽ mở mic bất kỳ một bạn nha. Bây giờ cô mở mic này, bạn Nguyễn Nhật Mai này. Nguyễn Nhật Mai à? Ok, can you hear me? Yes. Nhật Mai, can you hear me? Oh, yeah. Little cat. Ok, Phạm Quang Anh Huy. He is sitting with his mom. Nào, Phạm Quang Anh Huy lớp 2/4 nào. Mẹ mở mic cho bạn nào. Không phải không trả lời được đúng không? Ok, hello Phạm Quang Anh Huy, can you hear me? Đang bật mic, cô đang bật mic con. Bé ngủ. Cô chưa tắt mic. Ok. Phạm Quang Anh Minh đâu nhỉ? Dạ, hello đi. Hello teacher. Phạm Quang Anh Huy mới đúng không? Phạm Quang Anh Huy. So, nào, thế bây thường là con vừa nãy cô vừa dạy con 4 từ nào đúng không? Right. Can you read all of the words I have to do? Can you? Nào, Phạm Quang Anh Huy nào. Yeah. Ok, Phạm Quang Anh Huy là bây giờ con đọc to 4 từ và diễn tả lại 4 hành động vừa rồi cô dạy nào. Mà đây là mấy à? À đây. À. Ồ, bạn ấy đâu nhỉ? Huy ơi. Dạ. Huy ơi, Huy con nghe được cô không? Dạ có. Thế bây giờ con diễn tả hành động kicking xem nào. Đá nào. Bây diễn tả đâu? Con đâu có đấm được đâu cô. À! Bây giờ đang có em trai ra đấy. Ui dồi ôi. Nào, thế bây giờ xem là cô cần một bạn là diễn tả hành động kicking nào. Who can? Bây bạn nào? Who can? Sáng tạo lên nào. Bây giờ không đứng được thì bây giờ mình làm để kicking nào. Mà diễn tả được cho các bạn hiểu nào. Who? Thùy Dương là sẵn sàng lắm rồi đây, Thùy Dương này, giơ tay này, chíu chít rồi đây này. Đây cô gọi Thùy Dương nào. Cô thử Thùy Dương xem hôm nay Thùy Dương sẽ giúp cô diễn tả hành động kích kinh như nào nhá. Hello Thùy Dương, can you hear me? Hello teacher. Yeah, so I want you to describe about the action of kicking. So can you? Nào bây giờ con làm nào để con kicking được? Kicking đá, right? Diễn tả. Ôi dồi ôi. Confused ấy, a little bit confused rồi, là using the foot, là ví dụ mà con không cần dùng đến chân đây là con kicking như nào, đố. Ok đúng không? Chính xác rồi, kicking là mình phải dùng chân đúng không? Kicking là mình phải dùng chân. Mà hiện tại bây giờ chân con đang ở dưới rồi, con có chỉ. Mẹ con diễn tả nào cho các bạn hiểu là kicking là gì mà biết là phải dùng chân rồi, không thể. Ai Ngọc Khuê à? Úi dồi ôi. Thế bây giờ Dương gọi cho cô một bạn xem nào. Dương gọi cô một bạn xem là bạn nào diễn tả được là Dương. Lớp mình đông lắm, gọi bạn nào cũng được. Con đọc ở trong phần chat box vậy các bạn giơ tay đầy luôn. Ui, nhiều quá gọi không dám bảo. Nào con đọc lên một bạn nào mà cái tên hay ấn tượng nghe xem nào. Nhanh lên để mình học tiếp các từ mới nào. Ui dồi, chạy nhiều quá nhỉ. Ôi quả này là phải cho học một loạt nhá. Xong rồi mình diễn tả một loạt nhá. Chơi trò chơi nhá. Kêu cả lớp. Được cô ạ. Được. Để cô không đang tiện tắt mic, con tắt mic cho cô nhá. Ok. Sau là bây giờ đang thấy cái hiệu ứng comment hơi nhiều, cho nên là cô sẽ dạy một loạt, xong rồi mình sẽ chia nhóm mình chơi, ok không các bạn? Ok, so now mình có cái kicking này, kicking nhá là dùng chân đá vào một vật gì đấy nhá. Kick, right, kick. Mà bạn nào mà chơi điện tử thì cũng biết rồi đúng không nhỉ? Cái cụm từ kick ra khỏi phòng ấy, bị đuổi ra khỏi phòng, kick đá ngoài, right, ok. Then next we got jumping, right? Jumping, nhảy lên, ok, jumping. Cái từ jumping này thì các bạn chắc là đọc và học rất nhiều rồi, cho nên cô sẽ không nhắc lại nữa nha. Từ jumping. Dành cho những bạn nào mà chưa biết đọc từ này nha, cô sẽ đọc lại và hướng dẫn lại các bạn nha. Three, ok, 3, 2, 1, jumping, right? Ping, jumping, ok. Nếu mà giả dụ với cái cân nặng của cô Ngọc này thì chắc là cô không có jumping được đâu. Thật đấy. Thật sự luôn là cô không jumping được đâu. Con có khi cọc vào giường. Có bạn nào mà nhỏ nhắn xinh xắn nên là jumping được này, chứ cô Ngọc bây giờ là bảo cô jumping thì cô nhảy lên là khó đấy. Ok, so now we got this. Right. Okay, next we got dancing, right? Dancing. Và bạn nào mà hay tham gia văn nghệ thể thao ở trường này, rất là tiếc là 6 tháng vừa rồi là các bạn vẫn chưa được đến trường. Tuy nhiên là cô cũng nhớ những cái khoảng thời gian mà có những cái hoạt động văn nghệ, ví dụ như sắp 20 tháng 10 này, 20 tháng 11 đấy, vừa rồi này, như các năm trước ấy, thì các bạn đang rất là ráo riết để chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đúng không? Và dancing, đúng rồi, dancing, nhảy, múa các thứ là các bạn nha, cứ đến 5 giờ chiều tan học là tất cả các lớp là đi ra là mỗi tốp các bạn để đứng là ở lại trường để luyện tập văn nghệ. Ủa, nhớ những cái ngày đấy thật sự luôn. Yes, it's dancing, right? Nào ngoài việc mình biểu diễn văn nghệ múa ra thì mình còn rất nhiều bạn có những giọng ca vàng nữa đúng không? Singing, right? Singing. À và cô lưu ý một chút nha, một số bạn sẽ đọc là singing. No, it's not, right? Singing. Okay. One more time we say singing. Huh? So I'm singing in the rain, right? Just singing in the rain, right? Now, so mình nhớ nha, mình lưu ý có từ là singing, không phải singing hay là singing đâu nhỉ? No more singing ever. No, right? Singing. Đâu cô sẽ xem một loạt các bạn nào. Các bạn nào đang sing? Ui, Hà Bảo Anh đang singing. Đâu rồi? Singing. Đâu? Hà Bảo Anh đâu rồi? Admin à? Oh hello. Xinh quá. Ôi rồi sao hôm nay cô mới thấy Hà Bảo Anh sing này nhỉ? Bảo Anh ơi, trời đất ơi. Bảo Anh có cái mái giống cô hồi mới vào pan à? Ôi giời. Nào, các con là con thử phát âm lại cô nào. Con đang gì đây? Con sinh nghinh cho cô xem nào. Con biết hát không? Ừ. Bảo Anh biết hát. Singing. Huh? Yes. Now, can you singing a little bit for all the class here? Con thuộc bài nào không? Con thuộc bài nào không? Thuộc đoạn bài nào không? Ôi hồi hộp quá. Nào, thế bây giờ con ngoài việc singing ra con có biết dancing không? Dancing. Yes, con có biết nhảy không? Có biết múa không? Có tham gia văn nghệ trường không? Úi dồi ôi, đa tài này. Thế con học lớp của cô Ngọc mấy buổi rồi? Con nghỉ suốt đi chứ. À, thế là thường là bị trùng lịch nhiều đúng không? Dạ. Tiếc nhỉ. Thế sau nghỉ dần là mình sẽ xem lại các cái video ở trên Pantado đúng không nhỉ? Đó. Rồi thế bây giờ mình cùng xem là có bạn nào. Tại vì mọi khi con toàn quên giờ rồi. Thế bây giờ nhớ chưa? Nhớ 8 giờ chưa? Ôi giời ơi, cái cô sinh như này mà lại quên giờ là thế nào? Ok, là bây giờ cô với cả con cùng xem là có bạn nào biết singing với cả dancing không nhá. Bây giờ cô với con cùng xem trong chat box nhá. Nào, who can? Con nhớ con đi mà 39 kg. Bạn nào biết singing và dancing không? Bạn nào? Mi, wow, Bảo Anh ơi, nhiều bạn biết singing và dancing quá. Chắc là hôm nay cô sẽ ra một bài tập về dancing và singing đúng không? Bảo Anh có hy vọng là sắp mấy hôm nữa là các bạn đăng video lên rất là hay và thú vị không? Có hy vọng không? Có, ok, thank you Bảo Anh nha. High five cái nào, trời ơi, đáng yêu quá. Nhớ nha, không được quên giò đâu, nghe chưa? Ok, thank you. Nào, rồi mình đã đến phần singing rồi nhá. Singing, ok. I repeat again for you that it is so important for you to get the right pronunciation, okay? It's singing, right? Dancing and singing. So, next we got 3 more words here. Hôm trước Phạm Phú Tiến Minh ấy có một cái thử thách I want skates đúng không? Bạn ấy giơ cái đôi giày skate ra, ok, một đôi skate rất là xịn sò, màu xanh với màu đen. Thì hôm nay mình sẽ học cái động từ về skate nhá. It's skating, trượt patin, ok, skating. It's easy for you now. One more time we say skating. Nào, Đăng Khoa nào, skating là con thử đọc với cô xem miệng nào. Skating. Đúng rồi, nào Ngô Nguyên Khang. Tớ nhớ là Võ Nguyên Khang mà đây là Ngô Nguyên Khang à? Để tôi xem nào, Ngô Nguyên Khang này mới quá nhỉ? Đây, add pin Ngô Nguyên Khang lên nào. Rồi, đâu rồi, con trai yêu đâu rồi? Mở mic cái coi. Đâu Ngô Nguyên Khang mở mic anh con. Oh hello, can you hear me? Con nghe được cô không? Có ạ. Ok, nào con phát âm thử cho cô từ skating nào. Skating. À, skating. Nào, one more time we say skating. Skating. À, skating. Skating. Good. So, bây giờ cô sẽ gọi bất kỳ thêm một bạn nữa nha. Đây là cô chỉ gọi random thôi, đúng không? Bạn... Đây cô đang xem là có bạn nào không? Rồi bây giờ nha, cô cứ lưu ý là thể nào cũng có cái bạn đấy. Đâu, ai đây? Ui trời ơi, random cái lại ra ngay cô gái quen thuộc của chúng mình nào. Strawberry, đọc cho cô nào. Đọc gì ạ cô? Nào, bây giờ trượt ván nào, trượt patin. Cái này con chưa học cô ạ. Cô vừa mới dạy xong. Ngô Nguyên Khang nhắc lại bạn nào. Skating. Ok, skating. Cái âm skating. Đúng rồi, không nhớ các bạn hay đọc là tinh lắm. Tinh mắt đấy là tinh mắt ở Việt Nam. Còn âm t là skating, right? Đó, âm t. Ai năn nỉ cô đây? Nguyễn Lương Hà An. Trời ơi, Hà An nổ ngay phát súng đầu tiên rồi. An ơi. An ơi, tịnh nơi làm bài tập cho An ở đội nhá. Nào xem nào. Ok, thank you Hiền nào. Hiền với Ngô Nguyên Khang nào. Once again, sketching. Sketching. Ngô Nguyên Khang. Sketching. Good job. Rồi, các bạn lần này có cái khả năng phát âm cũng tốt nhờ. Dạy có 1-2 lần thôi là cũng nhớ rồi. Ok, thank you. Thank you so much. Nào mình tiếp tục nha, để chuẩn bị mình làm bài tập nào, gần đến từ cuối rồi. Ok. Ok, riding. Anh hùng xa lộ. Bây giờ có bạn nào có cái xe địa hình nhỉ? Ôi trời ơi, xe địa hình xong thì lao vút, ngồi đạp xe. Riding, nào, bạn nào riding nào? Hương Quỳnh á, Hương Quỳnh nhiều, quen nhỉ? Hương Quỳnh nào. Hương Quỳnh lớp 3 hả? Ok, can you? Hello teacher. Yeah, hello Hương Quỳnh. Do you feel good today? Hôm nay con cảm thấy ok không? Cảm thấy vui không? Dạ vui. Dạ vui, không? Trời ơi, nói. Với lại cái máy tính của con bị hỏng rồi. Ồ, thế thì đúng là vui, kiểu hơi buồn sầu một tí đúng không? Vui kiểu buồn sầu, right? Cô ăn cơm chưa? Ôi, cô chưa ăn cơm với con ạ. Ok, sơ nào, bây giờ Hương Quỳnh hãy đóng giả như là một anh hùng xa lộ xem nào. Hương Quỳnh đọc cho cô từ riding nào. Riding. Riding. Ok, riding đâu, riding đâu. Bây giờ đọc là không biết đâu, riding đâu, diễn tả nào. Describe about it, right? Riding. Zin, đúng không? Zin. Các bạn đâu? Zin. Ok, riding. Nào bây giờ Hương Quỳnh với cô cùng zin nhá. Xem là ai đi nhanh hơn nhá. Zin nào. 3 Riding. Riding đúng không? Nhớ nha. Có thể là bây giờ cô sẽ riding nhưng không phải là cái gìn nữa. Bây giờ cô sẽ riding a horse. Nào bây giờ con riding a horse nào. Biết riding a horse là cái gì không? Là cưỡi ngựa. Rồi, ôi cộng 1 điểm trong class dojo luôn. Hương Quỳnh tuyệt vời nào. Trời ơi, từ mới hỏi ra ngoài cái mà biết ngay, ghê nha. Ok, thank you Hương Quỳnh nha, cả lớp nha. Đọc theo bạn Hương Quỳnh nào. Hương Quỳnh đọc to cho cả lớp nghe nào. Riding. Good job. Good. So ok đấy nha, bây giờ là đến phần riding rồi. Chị Hương Quỳnh đã trả lời rất đúng và đọc rất là to cho các em ở dưới rồi, right. Không bạn nào được quên cách đọc đâu nha. Good, thank you Hương Quỳnh. Trời, gọi ai bây giờ cũng như là cũng kiểu như là bây giờ cô tưởng tượng là các bạn mà chỉ cần nghe có một lần thôi, xong các bạn tự nhiên các bạn phát âm được. Đấy, các bạn chỉ cần nhìn miệng cô nói là các bạn phát âm được. Ôi, con có xe thể thao đấy. Thế này thì cô dạy mấy bữa nữa thôi là chúng nó lại thành cô hết mất. Nào, từ cuối giấu nghề đây. Cô là một trong những người không thể chạy. Cô quá mập các con ạ. Ok, running. Bạn nào thích running không? Comment yes cho cô nào. Running. Run. Yes. Ok, yes. Now, who can say to me for this word? Now, running. Hà Bảo Anh đang running. Ok, running. Ôi, running nhanh. Bây giờ có một cái bộ môn nào là bây giờ cô sẽ gọi một bạn nào. Ui ôi, Hiệp. Ôi, super kid. Super kid have the word bây giờ mới vào lớp. Con nhìn trông ngồi xuống con bây giờ các bạn này. Nào, add Hiệp lên xem nào. Ôi rồi ôi. Xong này nhìn khác đấy nhỉ con. Nào Hiệp mở mic cô xem nào. Oh, hello. Yeah. Hello teacher. Ôi cái tai nghe hôm trước được tặng này. Ôi cái tai nghe hôm trước được ban tặng này đã đeo rồi đấy. Đây tai nghe các thầy vừa tặng con đúng không? Vâng. Rồi Super Kid Half of the World chia sẻ một chút cảm xúc về việc mình hôm trước nhận giải xem nào. Hôm trước nhận giải với chị Giang, hôm trước con nhận giải đúng không? Giải hình ảnh ấn tượng đúng không? Rồi. Đó, và hôm nay mấy siêu nhân Hiệp Phạm mấy hôm nay là bận học on lớp buổi tối hay là quên mất cô Ngọc đúng không? Không ạ, con học trường tiểu học Hải Tây buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ. Ok, rồi cô trêu thế thôi đâu nhỉ? Bây giờ nha, bây giờ cô sẽ cùng các bạn và cùng Hiệp tưởng tượng nhá. Đây là ví dụ là Hiệp đang đi về quê nào. Hiệp tưởng tượng Hiệp đang đi về quê nào. Rồi tưởng tượng. Ok, Hiệp đúng cái hôm trước đang đi về quê đúng không? Bây giờ là nhà hàng xóm đang có 2 con chó béc dê. Nhà hàng xóm đang có hai con chó béc dê. Bây giờ Hiệp cầm dép. Bây giờ Hiệp cầm dép. Bây giờ Hiệp cầm dép xong thì trêu lêu lêu hai con chó. Con chó sẽ làm gì? Hiệp tưởng tượng không? Con chó sẽ làm gì Hiệp? Con chó sẽ cắn. Con chó sẽ gâu gâu xong con chó sẽ làm gì? Nó sẽ chạy đúng không? Thế là Hiệp phải làm gì? Hiệp phải làm gì? Lúc đấy Hiệp phải làm gì? Con chó đang chạy đuổi theo rồi, Hiệp làm gì? Hiệp làm gì? Phải nhanh nào. Con gì hết. Con phải chạy chứ, con chạy đâu, con chạy nào. Trời ơi, con chó sắp đến nơi rồi này, con chó nó sắp vô đến nơi rồi này. Đâu, Hiệp run cho con nào. Dạ. Nào, run nào, con chó sắp chạy đến nơi rồi, có run không? Đấy các bạn nhá, nhớ nhá, về quê là không chơi cái bộ môn thể thao ấy đâu nhá. Bộ môn thể thao đấy nguy hiểm lắm đấy. Bây giờ là về quê mình nhìn thấy chó béc dê đẹp thì chỉ có nói là ôi chó nhà bác đẹp thế thôi nhá, chứ không cầm dép lêu lêu đâu. Đấy chưa? Ok nào, Hiệp nói lại cho cô nào. Running. 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 Đâu, running cho cô xem nào. Running. 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 Good job. Nào, ui bạn nào lêu lêu Hiệp Phạm đây lại đi trêu chó. Tưởng tượng thôi, just imagine, ok, chỉ là tưởng tượng thôi nha. Ôi trời ơi nào, thank you Hiệp Phạm nha. Hôm nay có bài tập về nhà rất thú vị cho nên các bạn nhớ là phải thuộc lào các cái từ này nha, để chút nữa là mình làm bài tập nó tốt nha. Ok, thank you Hiệp Phạm. Ok nào, we move on next, the next. Nào, mình có 10 từ rồi đúng không? Chuẩn bị nhá. Catching này, throwing này, hitting này, kicking này, jumping này, dancing này, singing, skating, riding and running. Mỗi một từ thì chúng mình đều đã có một ví dụ rất rất là sinh động rồi, right? So move on. This, that's, these, though. Ok. Ok, hôm sau học nha. Okay, look at task 8. Look at task 8. Nào bây giờ các bạn nào chuẩn bị nào? Chuẩn bị comment cho cô nha. Today we got listen, we just listen, say and then write. Mình sẽ nghe và điền vào chỗ trống thích hợp với các động từ mình vừa học nhá. Okay. Ngoài ra thì có các động từ mới, ví dụ như là động từ clap. Clap your hands. Có cái bài gì mà nếu bạn vui thì bạn hay vỗ tay ấy nhỉ? If you happy now, clap your hand. Wow, đây clap, right? Clap your hand, đúng rồi. Đấy, nhớ cái bài đấy không? If you happy now, clap your hand. Mà clap, vỗ tay. Ok, có từ dance, nhảy. Fly. Cái gì nhỉ? I believe I can fly, đúng không? Tôi tin là tôi có thể bay. Ok, còn từ jump. Turn. Turn là rẽ đúng không? Right. Nào bây giờ mình cùng nghe nhá. Page 112. Activity 13. Listen and say. Write. 1. Clap. 2. Jump. 3. Fly. 4. Dance. 5. Turn. 6. Sit. Ôi Nguyên Khang, ôi lớp đồng còn. Nào tiếp tục nha, bây giờ nào. Mình có clap, jump, fly, sit. Nào bây giờ các bạn comment cho cô nào, các bạn comment cho cô nào. Comment cho cô xem là đáp án là gì không? Cô cần nghe lại một lần nữa không? Nghe một lần nữa nhá. Cần nghe lại không? 1. Clap. Ok. If you happy now, clap your hand. Clap. Ok. And how about 2. Thầy Vương lưu ý bạn Như Ý cho cô nhá. Như Ý đâu nhỉ? Như Ý đâu rồi? Nào. tin. Như Ý. Ok, cô mời Như Ý ra khỏi lớp nha. Như Ý có đồng ý không? Ok. Ok, no. Ok. Nếu mà bởi vì là khi cô dạy thì cô cũng vẫn rất theo dõi các bạn đó nha, không được comment những cái mà không liên quan đến bài học nhé con nha. Ok, lần này cô nhắc nhở hay chưa? Như Ý ngồi có học ngoan không? Như Ý comment là có học ngoan không nào cô? Yes, ok, thank you Như Ý nha, con hứa với cô nha. Ok, yes. So now next we got it. So now đã Như Ý đã ok rồi nè, các bạn nào chuẩn bị ngồi vào lớp nha. Nào tiếp tục nào, tiếp tục cái hình bức 2 là gì? Bức 2 này là fly à? Picture 2 is fly. Không các bạn comment cho cô đi, cô đọc comment cách nào. Ôi dồi ôi, Trần Nguyên Khang giận cô nè. Ôi, Nguyên Khang giận cô kìa các bạn ơi. Nào, ok, about picture 2. Picture 2 jump. Không có thể giống fly mà, không phải jump đâu. Jump hay fly? Jump hay là fly? Jump á? À, có vẻ là khẳng định chắc địch nhỉ? À, khẳng định quá nhỉ? Nào, để đây thôi nhá. Jumping à. Ok, nào, tiếp tục là picture 3. How about picture 3? À, tree fly. Các bạn cũng khẳng định chắc nịch lắm. Ồ, thế là từ nãy đến giờ là nghe tốt đấy nhỉ. Nào tiếp tục là how about picture 4? Picture 4. Dance. Ok, dance. Picture 5. I'm turning around. 5. Picture 5. Turn. And picture 6 is sit. Oh my god. Okay, let's check it. Right. Nào bây giờ nha. Bây giờ có một trò chơi. Rock, paper, scissors. Nó giống như trò chơi oản tù tì ấy. Nào bây giờ oản tù tì nhá. Bây giờ cô cần hai bạn. Ok, trò chơi. Ok, nào hai bạn. Ok, hai bạn vừa nãy làm bài đúng hết rồi, bài dễ quá, trời đất ạ, cả lớp điền đúng hết. Chả có cái gì khó nào, hai bạn nào. Cô mời hai bạn. Không phải Ngọc Khuê hôm trước điểm cao lắm rồi. Thank you Hiệp ạ. Ok, nào Ngọc, bây giờ ai? Bây giờ cần hai bạn. Đao búa kéo đâu rồi? Quản tù xì. Ai là người tự tin rằng là tôi là một người may mắn khi chơi oản tù xì? Giơ tay. May mắn nhanh lên nào. May mắn. Ôi xôi đông quá. Vậy cô sẽ xem nha. Cô sẽ không xem chatbox nữa. Chatbox bây giờ nhiều quá cô không đọc được. Vậy các bạn sẽ giơ tay ở trước màn hình. Ok, các bạn sẽ giơ tay ở trước màn hình. Ok, giơ tay ở trước màn hình cô xem. Không ai tự tin. Ủi, Phạm Quang Anh Huy. Phạm Quang Huy á? Em tự tin không? Em tự tin không? Tự tin nhá. Bây giờ từ áp Phạm Quang Anh Huy lên. Nào, tiếp tục nào. Bạn nào tự tin nào. Phải mở cam anh nhá, tại vì là máy nó lag mà các bạn không mở cam từ trước là nó sẽ. Hương Quỳnh vừa ghi điểm rồi, Thu Hiền vừa ghi điểm rồi. Bây giờ nào còn ai nữa không? Triệu Mẫn à? An Nhiên à? Tiến Minh à? Ui, Tiến Minh chơi suốt, Tiến Minh để các bạn chơi mà. Trần Nguyên Khang nhá, Ngô Nguyên Khang á. Thế cứ giơ tay xem nào. Ồ, bây giờ hôm nay thà bảo sao hôm nay không mặc cái áo khủng long cô không nhận ra. Ui giời, Nguyên Khang rồi, từ học phải mặc áo khủng long lên. Nhân lệ nào, hai bạn nữ nào. Hai bạn nữ đâu? Triệu Mẫn nha. Thế bạn nữ nữa nào? Nữ nữa. À, Kim Ngọc. Ui rồi, nhìn Kim Ngọc hay lắm các bạn ơi. Ui rồi nào, ok, đủ tin, đủ bộ. Nào. Add to unmute. Ok, add to unmute. Nào, các con ơi. Ok, can you hear me? Yes. Rồi bây giờ nha, bây giờ có bạn Phạm Quang Anh Huy và bạn Triệu Mẫn sẽ là một team. Một đội. Ok, Trần Nguyên Khang giận cô luôn. Có giận cô không? Có giận không? Rồi, Trần Nguyên Khang và em bé Kim Ngọc đúng không? Kim Ngọc, Kim Ngọc xinh quá. Kim Ngọc sang một bộ luôn bây giờ nha. Bây giờ trước tiên là Phạm Quang Anh Huy và Kim Ngọc sẽ oản tù xì trước, rồi chút nữa cô sẽ phổ biến đội chơi. Nào, oản tù tì nào. Oản tù xì đâu cô? Oản tù xì bê con dơ trước màn hình đi. Con trước màn hình đi, đấy. Rồi nào, oản tù tì ra cái gì? Ra cái này. Ra đi. Đâu? Kéo ấy, chơi nhập nhoàng, chơi nhập nhoàng. Phạm Quang Anh Huy chơi nhập nhoàng. Đâu xem nào, lại nha, lại nha. Nào, oản tù tì ra cái gì? Ra cái này. Ai già, ôi giời, Phạm Quang Anh Huy thắng rồi này. Nào tiếp tục nha. Bây giờ luật chơi như sau. Phạm Quang team thắng sẽ có quyền để miêu tả một hành động và bên kia sẽ phải đoán hành động đó là gì. Trong 10 hành động cô đã dạy vừa nãy, đúng không? Bây giờ team của Phạm Quang Anh Huy và Triệu Mẫn sẽ diễn tả cho Trần Nguyên Khang và Kim Ngọc hành động đó để đoán. Sẵn sàng chưa? Rồi. À, bây giờ Triệu Mẫn diễn tả trước nào. Triệu Mẫn diễn tả một từ là để cho các bạn đoán nào. Cả lớp nào, cả lớp nào, chuẩn bị là cả lớp nào. Nhìn xem là rồi. Cô yêu Hiệp Phạm nhá. Nào bây giờ con làm gì? Vừa nãy là it's a swag, it's a swag, I'm hot. Hip hop never die à. Rồi ơi. Con làm gì? Con như này á. Nó như này, không phải hip hop never die mà đây là như này. Quên nhầm, tội xem rap Việt nhiều quá các con ạ. Nào. Ok nào, đấy, Triệu Mẫn bảo là như này, thích cái này là cái chân hả con? À rồi, đấy đúng rồi nào. Đấy, team của Phạm Quang Anh Huy và Triệu Mẫn vừa diễn tả hành động như thế này. Đấy. Đấy là từ nữa, từ để Trần Nguyên Khang, bởi vì Kim Ngọc còn tù xì rồi. Trần Nguyên Khang phải đoán. Khang đoán đi. Chết. Cô bảo rồi mà. Nãy giờ mà tập trung là nhớ lắm. Nguyên Khang biết không? Hết rồi. Nào bây giờ Kim Ngọc biết không? Kim Ngọc biết cái này là gì không? Dùng chân đá là cái gì đây? Run là như này. Run là như này. Con có tưởng sợi thá. Con nói là tôi đoạn nó không đoan ra. Không phải run, không phải run đâu. Cái này run đâu. Đá. Liệu. Sút. Wow, đó là cái gì? Không chịu đúng không? Nào, bây giờ Triệu Mẫn nào, Triệu Mẫn gợi ý đáp án nào. Cần đã. Nào, đáp án là gì nhỉ? Đáp án của con là gì? Kick, đúng rồi, kick là bây giờ cô sẽ đấy, các bạn ở lớp rồi. Các bạn ở lớp thì cứ rôm rả cả lên ở đây này. Một nào cho mình tên là Triệu Mẫn với cả ai nhỉ? Huy đúng không? Lớp mình có Phạm Quang Anh hay cô? Lớp mình có mấy Huy? Có mỗi một Huy thôi, lớp mình có một Huy thôi. Dạ, lớp con một Huy nha, anh Huy nhá. Nguyên Khang với cả Kim Ngọc đúng không? Anh Huy, Nguyên Khang với cả Kim Ngọc. Rồi từ đầu tiên team Triệu Mẫn 1 tích. Ok cả lớp nào, thank you. Nào tiếp theo nha. Bây giờ Kim Ngọc với cả Nguyên Khang nha, là hơi bị thua rồi nha. Đấy, để chuẩn bị xem các anh chị xem mà chơi nào nha. Thank you Phạm Quang Huy và Triệu Mẫn, mỗi bạn sẽ được 1 điểm ở trên Class Dojo nha. Ôi Nguyên Khang chồng story, it's a story. Nào bây giờ bởi vì là Nguyên Khang và Kim Ngọc chưa trả lời được đáp án, vì vậy Nguyên Khang và Kim Ngọc sẽ phải chọn ra 2 bạn tiếp theo. Ô thank you Triệu Mẫn và anh Huy nha, để cô gọi bạn tiếp nha. Ok, nào bây giờ Nguyên Khang nào và Kim Ngọc nào. Con sẽ chọn cho cô thêm 2 bạn nữa để mình có thể có một đội, xong mình lại lấy điểm từ đội đấy. Ok. Ngọc Khuê. Ngọc Khuê à? Ôi rồi Thanh Niên Ngọc Khuê đâu rồi? Ngọc Khuê à, đấy cậu nhắc mình nhớ thì Ngọc Khuê nó xong giận cô đến nơi rồi, không gọi nó cả buổi. Nhưng mà tại vì là Ngọc Khuê nhiều điểm lắm rồi, cô muốn gọi các bạn mà ít lên. Ngọc Khuê giận chưa? Hello teacher. Rồi thì có giận không? Yeah. Thùy Dương. Thùy Dương nào, Thùy Dương. Kim Ngọc là máu lắm rồi đấy nha. Bây giờ rồi Kim Ngọc máu lắm rồi đấy. Dương đâu? Thùy Dương à? Không có API bạn đấy rồi nhỉ? À Dương á? Ôi Dương. Kìa Dương. Ồ Dương kìa Dương. Lại là Ngọc Khuê với Thùy Dương không? Ngọc Khuê với Thùy Dương kỳ lắm nhá. 3 lần rồi là cùng đội với nhau, rất tình cờ nhá. Là bây giờ nào đôi bạn trẻ này là chắc sau là phải xin cái liên lạc và làm học nhóm với nhau nhá. Ok nào, ok nào, bây giờ nào Nguyên Khang nào. Bây giờ vừa nãy là Kim Ngọc quản tù xì rồi, bây giờ Nguyên Khang đi, Nguyên Khang quản tù xì với cả là Thùy Dương đi. Nào quản tù xì nào, quản tù xì ra cái gì, ra cái này. Tiếp lại lần nữa. Quản tù xì ra cái gì, ra cái này. Nhập nhuệ. Các bạn nhập nhuệ là không được đâu, nhập nhuệ này thôi cho cơ hội quản tù xì nữa nào. Quản tù xì ra cái gì, ra cái này. Lại tiếp tục là lại huề à, tiếp tục lần cuối nha, lần cuối nha là quản tù xì ra cái gì, ra cái này. Ai già, ôi vậy nào, vậy ok vậy được chưa? Rồi ok nào, bây giờ Khôi với cả Thùy Dương Khuê với Thùy Dương chuẩn bị nhá. Trần Nguyên Khang và Kim Ngọc. Bởi vì Nguyên Khang là đã là quản tù xì rồi, cho nên Kim Ngọc sẽ diễn tả một hành động để cho các bạn ấy đoán. Nào Kim Ngọc diễn tả khó lên nhá. Diễn tả khó vào. Ôi. Đúng không? Con có cầm cái gì không? Có cầm đạo cụ gì không? Cẳng quá con ạ, cẳng lắm ấy. Nó cứ thế này này. Các bạn cứ thế này này. Chết. Thế này này, chết. Văng là màn hình rồi đấy. Ngọc Khuê nào, Ngọc Khuê đoán đi xem nào. Ngọc Khuê đoán được không? Các bạn đoán không? Không thấy à? Con không thấy, sao không thấy? Kim Ngọc diễn tả lại con. Diễn tả mạnh mẽ à? Con làm gì? Ôi dồi, chết chưa? Giống như kiểu là đang đánh nhỉ? Nhưng mà các bạn ở dưới là các bạn comment được rồi đấy. Các bạn ở dưới là các bạn biết rồi đấy. Mà các bạn không được. Các bạn không được comment nha. Các bạn không comment đáp án nha. Các bạn phải ghi là dễ lắm. Đúng không? Không được quên là biết đấy. Quá dễ. Nào. Easy. Quê đoán đi. Con biết rồi đấy, con đoán đấy mà. Driving. Hả? Dạ, Driving á? Yeah. Driving là từ gì? Trời ơi, Dương có cứu được không? Dương có cứu được không? Dương cứu bạn. Không, bạn đọc sai rồi. Nhanh lên, mất điểm bây giờ. Vừa hôm trước bảo là được giải ở nhóm mình học sinh tiên tiến, xong hôm nay đã thriving rồi. Rồi Dương cứu bạn, nhanh lên, không là đội kia có điểm nữa này. Đội có điểm lên. Rồi, các con ơi, nào bây giờ Kim Ngọc là cho một đáp án đanh thép nào. Đáp án là gì con? Con làm gì, con làm hành động gì đấy? Không, yeah. Kim Ngọc cơ. Con vừa làm gì ấy? Con vừa làm gì Kim Ngọc? Con trả lời đáp án cho cô nào. Con lên mạng cho mẹ ăn. Kim Ngọc vừa diễn tả hành động gì nhỉ? Con nói tiếng Việt cũng được. Này, đánh như này này, đánh như kiểu đánh á? Đánh cầu ấy, như kiểu đánh cầu biết rồi. Con đập này đúng không? Đập như này này. À, Kim Ngọc là đập như này đúng không? Cái Nguyên Khang đấy là gì? Đập đấy là gì? Là gì? À, con biết rồi cô. Không, bây giờ hết cơ hội rồi. Bây giờ là đội bên kia người ta cho đáp án rồi nào. Nguyên Khang trả lời đáp án đánh thép nào. Badminton. À, play badminton nào. Play badminton à? Không phải play badminton chứ, tại cùng đội lại còn không hợp ý nhau này. Nào, Kim Ngọc cùng Kim Ngọc. Kim Ngọc nào, đây là ném à? Ném đúng không con? Hay bóng rổ. Con đang con vừa diễn tả hành động gì đấy? Đánh bóng. Đánh bóng. Bạn ấy chưa đánh bóng. Đánh bóng rổ. Rồi là basketball. Ôi giời đất. Ui, bây giờ có đáp án xong có ôi giời không? Ôi giời đất ơi, dễ. Thảm nào cả lớp nó kêu easy là đúng rồi. Basketball. Là basketball đúng không? Hành động này là hành động hitting. Biết là basketball nhưng bây giờ là hitting nha, đánh nha. Rồi bây giờ đội Nguyên Khang và Kim Ngọc một tích. Ngọc Khuê và Thùy Dương gọi cho cô ngay một triệu hồi ngay một nhóm nữa lên, nhanh lên nào. Khuê với Dương gọi bạn nữa cho cô nào. Một tích này. Rồi. Rồi Trần Khang Ngọc nha, thank you nha. Rồi. Diễn tả hơi bị khó đấy. Khó thế ai đoán được. Đấy, nào sir. Thank you. Nào tiếp tục là hai cô nàng của tôi. Đỗ Bảo An của. Để Đỗ Bảo An à? Đỗ Bảo An, để cô tìm Đỗ Bảo An à? Đỗ Bảo An. Bảo An á? À? Bảo An á? À? Cô nhớ Bảo An đấy. Rồi lại đổi tên Đỗ Bảo An không mời, con là con giận. Thế là cứ chọn bạn nào có cái tên đấy đúng không? Ê, bây giờ cô dỗi ngược lại đấy nhá. Cô dỗi ngược lại đấy. Ok. Nào thì Dương gọi Bảo An này, bây giờ cái gì Khuê gọi ai? Dạ con hay mấy bạn cô. Gọi mấy bạn liền luôn nào, gọi hẳn mấy bạn liền cho cô xem nào. Gọi 3 bạn cho cô nào, cho nó máu. Dạ con chọn bạn nào mà nãy giờ chưa gọi cho cô. Bạn nào nãy giờ chưa gọi đấy, con xem là có bạn nào nãy giờ chưa được gọi không? Bạn nào mà comment mi nhiều lắm này, cô thấy nhiều mi lắm nhưng cô nãy giờ rất nhiều bạn dơ dây á, bạn ấy chưa được mời lần nào ạ. Mấy đứa lọc cho cô đi chứ. Các bạn comment cho các bạn biết nào. Nhiều chưa? Nhiều lắm rồi. Dương gọi cho cô cái tên nào. Tên nào mà con nãy giờ con chưa thấy cô gọi. Bạn Trung Kiên đi cô. Hả? Bạn Trung Kiên đi cô. Trung Kiên đấy, Trung Kiên. Con thấy bạn đã nhắn rất là nhiều luôn. À đấy, đúng rồi đấy, chưa thấy nhiều khi cô dạy là cô nhiều khi là cô không biết. Ấy, rồi ngồi lên Trung Kiên ơi. Ngồi lên. Rồi, ngồi. Còn bạn nữa. Bạn nữa. Bạn nữa nào, Khuê, bạn nữa nào. Dạ, cho con tìm bạn nào mà nhắn nhiều tí á cô. Các bạn nhắn đi cho bạn Khuê, bạn xem cái xem nào. Nhắn đi xem nào. Bạn An Nhiên đi. An Nhiên á. Lấy từ đầu giờ vậy cô vẫn chưa mời. Ở đấy nha, mấy đứa là quản lớp cho cô đấy nha, thì cô là không biết ở đây nha. Nhiều khi cô dạy mãi quá là cô không nhìn được đâu. Nguyễn An Nhiên hả? À đây. Ôi dồi ôi, mũ đẹp thế con. Tí nữa cô sẽ lên Shopee tìm một cái. Đâu An Nhiên nào mở mic cho cô nào. Con thấy là bạn một bạn nữa rồi, một bạn nữa nào. Bạn hồi nãy ra cô mời bạn Nguyên Khang. Đúng không cô? Cô gọi Trần Nguyên Khang rồi. Giờ con chọn bạn Võ Minh Khang đi. Võ Minh Khang rồi ôi bạn. Thế là bây giờ lại đúng một team Võ Minh Khang à? Mình đi Thu Hiền vừa lên rồi. Thế bạn Võ Minh Khang gọi nhiều rồi. Bây giờ một bạn khác này. Minh Khang là hay lắm. Thôi được rồi. Đã gọi Võ Minh Khang rồi thì Võ Minh Khang đi. Tiến Minh hôm sau nha con nha. Diệu Anh hôm sau nha. Anh cũng được cô. Diệu Anh nhá, thì Võ Minh Khang nhường Diệu Anh nhá, tại vì là Minh Khang lên nhiều lắm, Minh Khang nhiều điểm lắm rồi. Ok, Diệu Anh rồi, bây giờ tới hiện tại bây giờ nhá. Nó sẽ có thay đổi một tí các con ạ. Được chưa? Bây giờ Ngọc Khuê là chọn một bạn vào team mình nào. Con nhất định con sẽ chọn bạn gái của. Thế bạn nào? Bạn nào vào nhanh đúng rồi. Bạn nào cũng được. Bạn Thu Hiền đi cô. Bạn Thu Hiền á? À không. Bây giờ mình có Bảo An này, Trung Kiên này, An Nhiên với cả bạn nào đây nhỉ? Diệu Anh. Đấy, bây giờ là mỗi nhóm 3 người. Bây giờ cô cho Ngọc Khuê và Thùy Dương chọn một bạn vào nhóm để chia nhóm thôi. Diệu Anh đi cô. Hả? Con chọn bạn Diệu Anh vào nhóm. Rồi, Diệu Anh vào nhóm thôi. Bây giờ Bảo An nha, Trung Kiên người đàn ông của nhóm. Được chưa? Và An Nhiên. Bây giờ nhóm của Trung Kiên, Bảo An và An Nhiên đúng không? Nó oản thù xì lên này, Ngọc Khuê thì mất rồi này. Rồi bây giờ nha, bây giờ nhóm của Vũ Bảo An này, Trung Kiên này, An Nhiên, đội này ai oản thù xì, ai lucky nhất? Là sao cô? Ai oản thù xì? An Nhiên à? An Nhiên oản thù xì à? Bảo An với cả Trung Kiên đồng ý không? No. Thế ai nào thống nhất nào? Ôi rồi cô dạy làm việc nhóm rồi phải tự thao tác lên chứ lệ. Con tự tin cho lắm. Ai tự tin? Bây giờ mức độ tự tin là 3 đi, xem là bây giờ các bạn tự dơ mức độ tự tin nào. Nếu mà tự tin 1 thì dơ 1, tự tin 2 dơ 2, mà tự tin max là tự tin 3 nào. Ô Trung Kiên đi đâu mất các con ạ? Trung Kiên đâu? Biến mất rồi. Nào Trung Kiên lại hiện ra rồi Trung Kiên. Nào bây giờ cái nhóm đấy. Cô cho 3 giây để ba cái bạn. Trung Kiên đi đâu mất rồi? Nào. Dơ tự tin là tự tin đâu? Con tự tin cho lắm. Thế là chỉ đoán thôi chứ không tự tin quản tù xì. Ai bảo tù xì? Ngày cuối cùng bạn nào đây? Đi con. Thế mấy cái đội Bảo An với Trung Kiên với An Nhiên ai cả tù xì đây? Bảo An với Trung Kiên hay là An Nhiên? Rồi cô ấn định Bảo An nhá, Bảo An nha, nó giơ tay nãy giờ rồi. Rồi Bảo An quản tù xì đây. Vừa nãy là Thùy Dương quản tù xì đúng không? Bây giờ sang Ngọc Khuê đi, bởi vì Diệu Anh bảo là em không tự tin, Diệu Anh chỉ đoán từ thôi. Nào bây giờ Ngọc Khuê với cả Bảo An giơ cái tay lên để quản tù xì nào. Con nói được chứ. Nào giơ tay lên nào. Quản tù xì ra cái gì? Ra cái này. Ê, Ngọc Khuê. Hôm nay không phải là lucky của con rồi. Méo. Nào bây giờ Bảo An thì đã quản tù xì thắng cho nhóm rồi. Bây giờ Trung Kiên và An Nhiên ai sẽ làm người diễn tả? Bạn diễn tả hành động. Trung Kiên diễn tả cho cô một hành động nào. Trung Kiên ơi phải hiện lên đây nhá. Chứ không nhìn thấy gì đâu. Trung Kiên nào. Trung Kiên nghe được không? Bạn ấy đang diễn tả. Đâu con diễn tả một hành động xem nào. Nhóm cuối rồi nhanh lên để các bạn còn đi ngủ. Ui Hiệp Phạm mà hôm nay lớp đông. Trời đất. Chẳng ai gọi con cả, lớp đông. Rồi ra bài tập về nhà đăng hết video lên cho cô nhá. Trung Kiên này. Đấy, Trung Kiên này. Bùm ra là bùm. Không biết đang đan sinh hay gì. Cô ơi vậy cuối cùng bạn nào là bạn đội của con vậy cô? Diệu Anh là đội của con đấy. Con là con quản tù xì rồi. Bây giờ có Thùy Dương và Diệu Anh sẽ là người đoán. Thế Trung Kiên diễn tả như này đúng không? Hành động đầu hàng à? Đi đâu rồi kia? Bắt bóng. Bắt bóng á? Thế này là bắt bóng hay là như này hay như nào? Trung Kiên diễn tả lại xem nào. Úi dồi, Bảo An. Ủa, alo. Ủa, alo. Diệu Anh đoán không? Cái gì? Bắt bùa cô. Cô không biết. Con không hiểu cái diễn tả như thế nào luôn. Thế bây giờ Trung Kiên diễn tả lại. Trung Kiên diễn tả lại rồi. Trung Kiên đấy như này. Rồi. Football cái gì bây giờ đoán hành động mà lại football. Bớt cười. Cả lớp comment cho cô nào, không là hôm nay Thùy Dương này với cả Ngọc Khuê hôm nay đen này không có điểm này. Diệu Anh đoán không? Bắt bóng. Đấy cái bạn gì ăn đó cô. Diệu Anh đoán không? Trần Nguyên Khang basketball. Khánh Linh con buồn ngủ quá. Ôi nhìn cô đi sẽ không buồn ngủ nữa. Các bà không nói nó không hiện lên. Nào, bây giờ thế rồi, thế là nói chung là hôm nay là Ngọc Khuê với Thùy Dương với cả Diệu Anh là hôm nay là nói chung là đen. Rồi, vui nào, bây giờ chung kiên cho cô đáp án nào. Tại con không thấy bạn đó cô. Nào, không có bác sĩ cô mà cũng nhìn thấy bạn này con đoán được. À, con không nhìn thấy bạn á, con không nhìn thấy bạn bởi vì cô pin lên trên màn hình rồi mà. Thế con nhìn thấy cô không? Dạ con thấy cô. À đây, thế con thấy cô sẽ diễn tả lại nha, nó như này này. À, dạ, bạn đó đang làm, cô đang làm cho bạn này cho cô. Hả? Cô làm lại cho con thấy được không cô? Trung Kiên làm lại đi, cô diễn tả lại nào. Trung Kiên làm lại nào, An Nhiên làm lại nào. Bạn làm như này, bạn chỉ làm như này thôi. Không biết. Cô chỉ diễn tả lại thôi. Bảo An như này này, Bảo An như này. Cô, bạn ném cô. Bạn đang làm này, bây giờ tôi cô không biết là bạn đang đỡ, bạn đang ném nhưng bạn chỉ diễn tả như này thôi. Thì cô với bạn đó là ném. Ồ, An phải ném mạnh chứ. Thế An, Trung Kiên diễn tả lại lần cuối nào cả. Tôi không hiểu. Con không hiểu á cô. Đó, Trung Kiên chỉ làm này thôi. Trung Kiên chỉ làm như này thôi. Trung Kiên chỉ làm như này thôi. Một bạn làm cho con này. Cô không biết nhưng cô đoán được rồi. Con gửi bạn đó ném á cô. Cô không biết, nói chung trả lời đáp án này, đáp án. Con chốt luôn là ném cô. Ném. Vì dông chốt ném không? Con chốt ném. Nếu anh chốt ném không? Còn ném. Chốt luôn cô. Chốt à? Thế bây giờ Trung Kiên cho cái đáp án nào? Ném à? Ném đúng không? Hả? Ném là gì? Catching. Giữ, bắt các bạn ơi. Tớ đã bảo rồi, bạn chỉ dơ như này thôi. Đấy, Bảo An là chơi cái bài, Bảo An chơi bài kiểu đánh trúng lảng không? Bảo An này. Đấy, bùm xe là bùm đấy, Bảo An chơi là cũng lảng thôi. Còn Trung Kiên nó như này, cô đã bảo là Trung Kiên chỉ để như này thôi. Đấy, đó là catching đúng không? Rất là cảm ơn nha. Hôm nay là Ngọc Khuê, Thùy Dương, với Diệu Anh là đen. Ok, thank you đôi Bảo An, Trung Kiên và An Nhiên. Đội này mỗi bạn 1 điểm trên Class Dojo nha. Rồi, nào bây giờ cô sẽ không vào được khóa Dojo đâu cô. Ok, nào thế thì cô quản lý mà. Còn sau các bạn nào đăng nhập được các bạn vào chứ. Ok, rồi cảm ơn nha. Để cô nhắc các bạn nào. Ui hôm nay chơi mải quá. Nhưng mà con được cộng tận 6 điểm mà lúc đấy con chưa được ghi tên vào khóa Dojo này là con không được cộng. À ai ghi hết mà. Đen không, lúc đấy là cô chưa ghi tên con thôi, cô quên cô chưa ghi nên là con không được cộng 6 điểm. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi nhá. Đấy. Cô ơi, hình như hồi nãy là bạn Thùy Dương được rồi. Thùy Dương á? Thùy Dương 6 điểm á? Không, trước cơ. Chưa á? Mấy cái từ này biết. Ok không? Rồi, thế thì để bây giờ mình sẽ chơi lại từ đầu mà, đúng không? Tháng mới rồi. Không, cả lớp. Con sẽ không có điểm trong Class Dojo bởi vì cô không phải con. À, những bạn mà không được gọi trong lớp ý thì cũng có điểm qua hình thức là mình làm bài tập mà. Right? Mình làm bài tập mà. Ok, bởi vì là gọi thì được mấy điểm đâu. Làm bài tập một phát cộng 10 điểm mà. Ui giời, các bạn cứ làm bài tập tốt trong top thì một phát 10 điểm mà. Làm sao An Phú quê điểm nó cao là vì chúng nó làm bài tập. Ok nào, sau bây giờ cô tạm thời cô bởi vì là mình chơi thì cũng vui nhưng mà giờ thì cũng muộn rồi đúng không? Ui trời ơi, 9:22 rồi cả lớp. Đó thì hôm nay mình có 10 hành động mới đúng không nhỉ? Và bài tập thì cũng chỉ xoay quanh những hành động đó thôi. Bài tập thì cô sẽ chưa nhắc ở đây đâu. Cô sẽ đăng ở trên Zalo nhá. Bài tập chắc chắn là các bạn sẽ phải quay video và đăng ở trên nhóm Giỏi Tiếng Anh cùng con để chúng mình cùng check cái khả năng phát âm này. Bởi vì lâu rồi mình cũng chưa có đăng video nhiều đúng không nhỉ? Thì các bạn sẽ lên sau khi ngày mai mà các bạn nhìn được bài tập nhá. Các bạn sẽ nộp bài tập và gửi lại video cho cô trên hội Giỏi Tiếng Anh cùng con, tag tên của cô vào để cô không bỏ sót bài của bạn nào nhá. Bây giờ thì các bạn cũng đã đến giờ phải thế nào nhỉ? Cả lớp đâu? Brush your teeth. Now wash your face and sleep. Go to sleep. Goodbye and good night all the class. Good evening. Good night rồi. Good night. Bye teacher. Yeah, goodbye. Bye cả lớp nha. Goodbye. Nhớ là đi ngủ sớm nha, không là xấu đấy nhá. Học sinh lắm, cô Ngọc toàn sinh thôi, không xấu được. Ngọc Hân đi ngủ sớm nhá. Đâu Ngọc Hân rồi. Con tối nào tôi cũng giả phải học, bán cô giáo là hôm nào con cũng đi ngủ muộn luôn. Chết rồi, thế rồi. Không để là pantalo Mr. Ngọc mà cô lại để Trần Ngọc của cô. À thì cô tên Trần Ngọc thì tưởng cô để tên Ngọc ấy mà. Thôi hôm sau cô để tên pantalo Mr. Ngọc nhá. Ba. Tại vì phần mềm quá cơ cô sợ nhất Ngọc Hân các bạn. Rồi cả lớp nha, nhớ đi ngủ nha. Goodbye. See you. Bye. 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 Bye.